Yo, gần normal. Đến từ sức đồ lịch số 1 Vĩnh Phúc, Phương Ami à. Ngày hôm nay, anh lại đi giao hàng. Go. 36 khu phố Hương Canh này, anh đã đi khắp với cái tên người vận chuyển. Hàng của anh giờ đã khắp cả nước, từ trong ngõ nhỏ của tất cả các quận huyện. Nhiều khi cơ động muốn bắt anh, nhưng mà hơi khó bởi vì anh là dân chuyên. Mấy thằng thanh niên gặp anh ở trên phố đều phải đứng nép ra, bởi vì xe của anh cứ như là phi thuyền. What the fuck a bitch ấy. Bây giờ ra đường nhìn anh cũng trận nóng nảy, đóng cái hát cầu mua trong các em thật bóng bẩy. Nhưng mà xe của anh đang chở 5, chở 6, chở 7, nó thật nhanh trên đường không ai thấy. Yo, như là Ghost Rider ấy, các em bây giờ thích hip hop, còn anh thích đóng xe để cipher tên. Thật của anh chắc là không ai nhớ ngày hôm nay anh đi giao hàng, chắc là không ai ngờ anh là người vận chuyển. Hay là nếu như các em thích thì cứ gọi anh là Chimer hả? Nhìn gì à các em, từ đầu đến chân anh nguyên màu đen. Tất cả mọi nơi đều là đường quen, và anh cứ đi để khi thành phố lên đèn. Yo, trên con xe anh chở đống hàng, bon, hàng nào hàng ấy nhìn cũng nở, túi cũng thon ạ. Trên đường anh đeo khăn cứ như ninja đến từ làng lá. Đống hàng anh chở còn nhiều hơn thằng shipper trên phố hàng mã. Đèn xanh đèn đỏ từ đâu bọn anh di dạ. Hàng cục mắc Ami ạ, món nào anh cũng có thể ship dù có đi xa. Từ shop tới bưu điện là nơi người vận chuyển bọn anh đi dạ. Phóng xe đi ngang qua các khu phố nhỏ như là Zebra mà. Đầu xanh đầu đỏ, em muốn đi đâu? Trên con xe anh đã được ghi dấu. Mặc dù đông đưa thì anh đi đâu? Hàng ship chậm à? Không mất phí đâu. Ok, máy bay à? Đêm nay anh nghĩ ta không về nhà. Ngoài đường vi vu một chút thê tha, tại anh chạm vào gió và còn lê la. Cho đến khi gặp chỗ đen đừng nói tưởng anh say. Nhìn anh hơi bướng lại bắt thử độ cồn. Còn đi đâu làm gì đâu ai biết ai hay. Cho đến khi mà được cái cốp thì ôi vãi linh hồn. Nhưng mấy ông chốt đóng WA chạy nhanh, từ đường đó bứt khói mà xe anh không phanh. Cứ như phát tám anh vòng vèo qua ngõ nhỏ rồi lượn qua chốt và bán chanh. Này bọn anh nhất thiết không phải là trẻ trâu, còn cái đống hàng này giá trị không rẻ đâu. Đó là toàn câu cơm giúp anh sống qua ngày, mà cuộc sống của anh làm sao đâu phải xin phép mày. Cuộc sống của anh làm sao đâu phải xin phép mày. Yep. Và đó là khi bọn anh vi vu cùng những cơn gió đó. Đó là khi bọn anh vi vu khi ánh đèn đường mà. Vi vu hết ngày hết đêm. Yep. Welcome to xuất đồ lịch số 1 Vĩnh Phúc, Phương Ami à. Yo, gần normal.